Rồi chưa? Đói lắm. Wow. Wow. Ôi, nhưng cái bàn nó rộng thế thì ngồi như thế nào bây giờ? Đây, để anh kéo ghế cho. Chắc là em sẽ ngồi bên này nhá. Anh tay trái, cho anh bên đấy đi. Ok. Anh tọa tay trái á? Anh tọa tay trái. Ồ. Wow. Cái này là món Việt Nam này. Cái này là món Âu này. Cái này món Âu này. Mình sẽ phải ăn thịt trước đây. Thế thì ăn cái kia trước đi. Ok. Uống bia nhá. Được. Vì em lần này ăn gì cũng được. Hôm nay phải ăn thính hơi nhiều. Anh thả thính suốt mà. Chẳng có ai dính cả, có mỗi em dính thôi. Chua. Chua dính. Trời ơi, đừng có nói mấy cái đó. Ok, anh sẽ gấp cho em một đứng đây nha. Đây. Thank you. Anh cũng thử một miếng. Không, tại sao chỉ có một cái đũa nhỉ? Anh có thể ăn dĩa. Anh không chấm à? Phải chấm với cái này này. Anh làm gia vị đây rồi. Trời ơi! Thấy nhai lâu lâu là biết ngay đang suy nghĩ. Em là spice. Câu này chắc là trong... Ê, cái tự nhiên em thấy váng đầu giống như đang ăn mì chính vậy đó. Chóng mặt quá. Rất ngôn tình. Em làm gia vị đây rồi. Em có thấy bình thường rồi đấy, em bắt đầu cảm thấy bình thường. Em đã quá được quen rồi. Không thấm được nữa. Đấy là anh rồi. Nghĩa là nó thấm vào người rồi. Nó quen rồi đấy. Chuyện mà vui, em phải nói vui của em là gì? Gần đây. Chuyện vui gần đây á? Chuyện vui gần đây nhất thì là hôm nay được đến đây. Em rất là thích mấy cái món kiểu chấm chấm ấy, mà có nước mắm. Lấy cho anh nhá, để anh đi lấy cái... cái cần lấy một chút. Tên tên. Tên tên. Tặng em này. Ủa? Ở đâu đâu vậy? Ừ, đây là hoa của anh. Hoa đẹp lắm. Dạ, em thấy đi. Một bó hoa màu màu như bạn ấy đang mặc. Không, để em đến hỏi thử xem, tại vì là ở đây nó đang đẹp, nên là sẽ hơi khó một chút. Dắt cũng được. Để cái lúc bọn anh ăn thì anh lấy vào nhé, chứ đừng để. Là anh muốn làm bất ngờ. Anh hy vọng hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ là ngày vui nhất của chúng ta. Một ngày hay là những ngày khác thì anh vẫn hy vọng rằng là hôm nay là ngày tuyệt vời. Em rất là cảm ơn bó hoa của anh. Và em cũng rất là thích hoa. Là đúng với màu của em không? Đúng với màu của em à? Đúng màu hồng. Đẹp. Thực ra em là người không giỏi thể hiện cảm xúc lắm, nhưng mà em rất là vui vì em khá là thích hoa ấy. Ok. Cảm ơn anh nhé. Kêu tôi với. Tôi mặt đâu vui gì đâu. À, một ngày dài hơn thế kỷ. Xong rồi cái lúc mà mua hoa này có không đúng lúc. Đang ăn, ai lại mang hoa. Đang ngồi ăn xong mang hoa rồi. Ít nhất là phải để ăn xong trắng miệng. Đúng rồi. 32 tuổi rồi mà không biết tán gái.
Bởi vậy ế tới anh ế tới già. Ông này đúng là ông không có duyên trong lời nói. Vấn đề quan trọng là người ta đang nói chuyện, người ta đang nói là em thích ăn với món chấm chấm lắm. Là sao trong đầu kia không có chú ý cái câu chuyện hay của người ta. Hay đáng ra cảm thấy thích nuôi chấm ò vậy hả? Nếu mà mình có ý định mình tặng hoa thì từ nào thích hợp hơn mình hãy tặng. Đúng. Tự nhiên người ta đang nói chuyện cái ngắt. Có nghĩa là trong đầu Kiên á, Kiên chỉ muốn làm những cái mà Kiên phải làm thôi. Đúng rồi. Kiên không có lắng nghe đối phương. Thì tất cả cái câu chuyện là toàn là những câu chuyện thả thính đúng không? Ừ. Là ông ấy chỉ cứ thể hiện ra những câu nói của ông ấy. Nó có rất là nhiều câu chuyện có thể nói tiếp được nhưng kiểu nó không quan tâm đến bạn ấy. Đúng rồi. Kiên ơi, Kiên coi lại chương trình đừng có buồn mấy chị em nha Kiên. Cái này là quan điểm về khán giả thôi nha Kiên. Nào đúng lúc nào buồn rồi em. Anh Kiên này em buồn quá. Em sẽ có một bó hoa đến ngay đến chân em ngay lập tức. Em bao lâu rồi em cũng về Hà Nội? Từ lúc em sang Hàn Quốc 6 tháng. Và em rất là nhớ đồ ăn ở Hà Nội. Như kiểu là phở này, bún chả này, ốc này, ốc xào ấy. À, em thích món chả cá nhất. À, ok. Anh có thích ăn chả cá không? Mẹ anh hay nấu món đấy. Mẹ anh nấu được á? Nó khá là phức tạp mà nhỉ? Nó hơi mất công một chút thôi. Ừ. Em rất là thích ăn món đấy nhưng mà ở Hàn Quốc cũng không có. Ở Hàn Quốc không, em chưa thấy có mấy quán Việt Nam ấy. Em thấy chưa có nào bán cái món đấy cả. Hay là mình khởi nghiệp bên đấy nhỉ? Ừ. Cũng được đấy. Quán ăn Việt Nam, bên Hàn Quốc. Nhưng mà nhà anh đang làm, à anh làm về du lịch mà đúng không? Ừ. Có thể. Nếu mà anh cần tuyển gì nhỉ? Quản lý biết tiếng Việt và biết tiếng Hàn thì... Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn anh không? Anh có thể. Không quản lý làm sao cần phải nấu ăn đâu. Sao nó liên quan gì? Duyên như hơi vui duyên quá rồi. Yuna có vẻ hơi mệt mỏi đó. Mệt mỏi rồi. Tại vì đang ổng đang tự nhiên nói bị tụt mút á, sao mà nói được? Quản lý lúc mà nhiều việc quá thì cũng phải lao vào bếp chứ. Em nghĩ thế, không đến mức phải như thế. Nhiều việc thì có nhân viên rồi chứ quản lý chỉ là quản lý thôi chứ. Thế có vẻ là em tiểu thư từ nhỏ nhỉ? Ừ. Đúng không? Nhà điều kiện đúng không? Không, bình thường. À. Tại sao? Tại sao thế? Để hôm khác anh giải thích được không? Anh nói thì anh giải thích luôn đi chứ. Tự nhiên nói mà hôm khác giải thích là sao? Ăn chung năm bao nhiêu nhỉ? Em không nhớ ấy. Anh nói đi nào. Em quá thì thôi. Không phải nhớ. Không nhưng mà em nếu... nhớ là anh... Tuổi của anh và em rất đẹp là được. À... Tại vì ngồi đây nói chuyện thì em hỏi bình thường thôi chứ em hỏi để em biết thôi chứ không phải là để làm gì cả. Nhưng mà tại sao em không hiểu tại sao anh cứ không muốn nói số tuổi ấy? Kiểu anh bị nhạy cảm về tuổi tác à? Không. Ừ. Em thấy nó, nếu mà nó không phải là một cái gì nhạy cảm thì có gì đâu khó nói nhở? Ừ. Chẳng có gì nhạy cảm cả. Mình cần một buổi nữa. Em không hiểu nhá. Xem phụ thuộc vào hoàn cảnh, phụ thuộc vào em nữa, cũng phụ thuộc vào anh. Có cái gì chia sẻ với anh không? Anh rất muốn lắng nghe. Chị anh phải hỏi em mới biết được chứ. Đó anh đang hỏi đấy. Thì tức là anh muốn biết về cái gì? Thì anh phải nói em mới biết để mà em nói chứ. Em cảm thấy rất là thất vọng. Khi mà em hỏi anh Kiên ấy thì anh ấy có vẻ như là trả lời một cách không nghiêm túc và luôn kiểu như là hơi trêu đùa một chút và em cảm thấy là bọn em nói chuyện không được hiểu ý nhau. Rất là buồn và hao công tổn sức vì đã support cô ấy rất là nhiều. Nhưng ý, mình nghĩ là do bạn ấy quá ít tuổi nên là cái việc mà chiều sâu so với mình còn chưa có, hay là chắc từ tính cách mỗi người. Nếu mà khi mà đi hẹn hò ấy
thì anh có bao giờ đút cho người yêu anh ăn không? Từ đầu đến cuối. Anh còn nấu cho người yêu anh ăn nữa là đút. Nấu thì rất là bình thường, nhưng mà kiểu đút, đút ăn ấy, từ đầu đến cuối. Anh ăn một miếng, anh phải đút cho người kia một miếng. Anh ăn một miếng, anh phải đút cho người kia một miếng. Anh có làm được như thế không? Em hỏi một cái câu hỏi nó dễ quá nên là anh chẳng biết phải trả lời sao. Thật á? Em chỉ hỏi thì anh chỉ cần trả lời là có hoặc không thôi. Em không cần em trả lời những cái khác. Không phải đúng lúc này, không phải lúc này. Cãi nhau rồi. Em tự sinh luật đấy à? Em tự viết ra luật đấy à? Thì tại sao nếu mà có thì anh không trả lời? Được ạ. Anh thích nó phải cái bánh bèo như thế. Được ạ. Anh ừ nhưng em không được ừ. Ủa? Anh thế ừ hơi quá nha. Thế hơi quá nha, hơi gia trưởng đấy. Em không thích cái anh gia trưởng. Chiều người yêu, chiều bạn gái à? Có đấy chứ. Là cách em mà anh gia trưởng đấy. Đấy. Nhưng mà nó cũng phải có level thôi chứ. Level em... Anh đang là max level. Max level. Em nha, nãy giờ là em thấy là cái cặp này nè, em thấy là vấn đề nằm ở Kiên nhiều nhất. Cái đó là dĩ nhiên. Dạ. Nhưng mà cô kia cũng có những cái mà hơi tế nhị á, trẻ con á. Chung hai người này không hợp nha. Hai hãy tình sống khác nhau quá. Chả hợp với ai. Đã sai từ khi bắt đầu rồi, là bắt đầu chọn Kiên là sai rồi. Cũng tùy theo suy nghĩ thôi, nhưng mà với Harry thì Harry cảm thấy là giống như là người đối phương mình yêu thích gì đó thì mình cũng sẽ, Harry cũng sẽ đương một chút xíu gì đó chứ. Chứ mới gặp nhau mà cũng trả lời ừ thì cũng hơi. Không, bạn này bạn ấy cứ nói bạn ấy bánh bèo, nhưng mà cái cách mà bạn ấy nói chuyện lại không phải là bánh bèo. Không bánh bèo đúng không? Thì em thấy cái chuyện đấy rất là bình thường, bởi vì nó là một cách trả lời rất là tự nhiên thôi, nó không phải là có ý gì cả. Nhưng mà anh Kiên thì không thích em nói là ừ, mà anh ấy bảo là lần sau đừng nói ừ nhá, phải nói là vâng. Thì em thấy nó hơi buồn cười ấy ạ. Tại sao mình phải như vậy nhở? Tại vì mình đang muốn nói chuyện thoải mái với nhau mà. Em không hiểu. Mình về phòng đi. Đi về phòng á? Anh muốn nghỉ à? Ok. Ok không? Ừ. Ok mà. Ừ. Rồi. Đúng rồi, cầm hoa nhá, em cầm hoa nhá. Hả? Anh nóng lắm à? Thế đi về nhá. Anh mở cửa cho. Thank you. Em cảm ơn vì bỏ hoa nhá. Bye bye. Bye bye. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Thực ra thì cá nhân của mình thích một con người điệu đà, nhẹ nhàng, có biết chia sẻ hơn và biết lắng nghe hơn. Mình cảm thấy vui vì có người quan tâm đến mình. Đấy, xong thì sau bữa tối mình lại cảm thấy không vui nữa. Nó đổi rồi. Thế nhưng mà mình hy vọng là được date với một người có chiều sâu hơn, có tầm nhìn hơn. To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I em nghĩ là kiểu sẽ không có nhiều cơ hội để mình có thể tận hưởng ở những cái nơi mà nó sang trọng, nó xa xỉ như vậy. Thế nên là
em cảm thấy rất là tiếc vì hôm qua em đã đi cùng anh Kiên. Nói thật là như vậy, em cảm thấy rất là tiếc và em cảm thấy hối hận vì cái sự lựa chọn đấy. You think I'm lying to myself, but the truth is I don't need you. Nhưng mình cảm giác mình đang phí thời gian. Cũng hời hợt, cũng mọi thứ nó cũng nông nông quá. Tìm hiểu thôi. Mình nghĩ là mình chỉ dừng lại với bạn ấy cả cái đoạn tìm hiểu thôi. Chứ nếu mà để tiến đến một mối quan hệ thì chắc là không. Hoặc là nếu có sự lựa chọn khác thì chắc là mình sẽ sự chọn lựa chọn khác. You posting pictures, I could watch those photos 10 times. I swear I feel nothing at all. You think I'm lying to myself. Em có nghĩ đến anh Michael. Và em ước là lúc đấy em đã cho anh Michael. That means I'll